Sáng mùng 3 tháng 5, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã yêu cầu tạm đình chỉ Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng vì đánh một người phụ nữ trong hiệu cắt tóc để xác minh xử lý. Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an thành phố Cao Bằng cũng cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh cán bộ Công an phường Sông Bằng hành hung phụ nữ xảy ra vào đêm 28 tháng 4. Lãnh đạo Công an thành phố Cao Bằng khẳng định nếu có hành vi nghiêm cấm sẽ xử lý nghiêm. Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông mặc thường phục cùng hai người đàn ông mặc quần áo giống công an đi trên xe ô tô biển trắng dừng trước quán cắt tóc. Tại đây, người mặc quần áo giống công an lôi kéo nam thanh niên trẻ ở quán cắt tóc lên ô tô nhưng bị những người có mặt ngăn cản. Trong lúc giằng co, người đàn ông áo trắng tát thẳng mặt cô gái, đẩy mạnh khiến cô gái này suýt ngã. Khi những người ở quán cắt tóc vào nhà, người đàn ông tiếp tục đi vào và tiếp tục tát mạnh cô gái. Mặc dù những người có mặt đều nói nhà có camera, nhưng người đàn ông áo trắng vẫn hung hăng. Vụ việc chỉ được dừng lại khi công an phường sở tại có mặt để giải quyết. Người đàn ông hành hung cô gái và hai người mặc quần áo giống công an mới chịu rời đi. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.